Thưa quý vị, ngày 3 tháng 8 năm 2023, Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh về công tác cán bộ. Cụ thể, Trung tá Nguyễn Thành Hưng, 40 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự tức PC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh được bổ nhiệm làm trưởng phòng PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi được bổ nhiệm trưởng phòng PC02, trung tá Nguyễn Thành Hưng có nhiều năm công tác tại cục cảnh sát hình sự thuộc bộ công an. Sau đó được điều động làm cán bộ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu thuộc công an tỉnh Đồng Nai. Từ năm 2022, trung tá Nguyễn Thành Hưng làm phó trưởng phòng PC02 công an thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian làm phó trưởng phòng PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh đến đây, Trung tá Nguyễn Thành Hưng liên tiếp lập nhiều thành tích, trực tiếp chỉ đạo phá một số vụ án sai phạm tiêu cực trong hoạt động đăng kiểm, triệt phá các vụ án liên quan tín dụng đen. Thời điểm công tác tại Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an, Trung tá Nguyễn Thành Hưng tham gia phá nhiều vụ án như vụ thảm sát 4 người ở bản phòng thuộc xã Tâm Hợp, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, bắt Giang Hồ, Lê Văn Thọ, hay còn gọi là Thọ Sức. Trung tá Nguyễn Thành Hưng 4 lần được Chủ tịch nước tặng huân chương chiến công, nhận nhiều bằng khen của Bộ Công an. Tại đại hội thi đua yêu nước lần thứ 9 năm 2015, Trung tá Nguyễn Thành Hưng vinh dự là một trong những tấm gương điển hình tiên tiến. Những tin tức mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại thanh vn và kênh youtube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh youtube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất.